Rồi mình cũng hello mọi người nha. Bữa nay tiếp tục đi thăm mấy gắn đó mọi người. Cái luồng 7 này không gà 6 7 ngày rồi. Không gà không có chuột thăm á mọi người. Bữa nay thăm đi thăm chiến gọi thăm còn dư được có 5 con chuột à. 5 con chuột. Bữa nay chắc ăn là thăm không đủ chuột rồi. Năm nay sao mà lúc này trái chuột quá trời luôn. Điện chỗ nào cũng không có chứ. Phải có chuột mà mua cũng đỡ mà không có chuột. Cái này thăm cũng chiến hay chiến nó không có dính nào chứ. Miếng dính thì mình còn để, còn không dính thì chắc rút. Mỗi năm tháng này còn chuột mà sao năm nay? Năm nay là sao mà tháng này hút chuột dữ. Ờ dính mọi người. Dính. Kìa thấy. Wow. Con trọng nè mọi người. Wow. Còn là cái dính mấy bữa trước rồi. Còn là chắc cỡ 350-400 gram bự quá. Nó ăn vô rồi nó phân quỷ cứt. Dính chắc cũng cỡ 3 ngày trước à. Cái luồng 7 này cỡ 6-7 ngày mới thăm á. Không gà không có chuột mình không thăm á. Bữa nay còn có 5 chuột à, đi thăm đại luôn. Sợ để lâu quá rồi nó hết lúa rồi nè. Chuột này nó cũng ăn hết lúa luôn nè. Hết lúa rồi mất công hao chuột nữa. Để bữa nay đi thăm luôn. Bữa nay cái nào không dính thì mình bỏ lúa. Để tiếp tục nữa mọi người. Ở trong đây mình có cái rồi. Cái này chiến gọi dính được con hâu hành cũng cỡ 800 gram mọi người. Chiến này bự nữa không đây. Wow, dính nữa mọi người. Ồ, chiến này dính không ngựa. Hết viên nặng luôn, tưởng đâu không hành chứ. Ồ, rồi cái cục phân. Con này chắc cao 6-7 lạng. Quá lạ mọi người. Cấp này phải có chuột nó xuống luôn, hai luồng nữa là chạy nhóc luôn. Ngay cái mùa gắn mà không có chuột tức đâu. Rồi để mình thọt cái bẫy khác nha. Rồi tiếp tục mọi người. Thăm cái này chạy về nhà lấy cái túi mọi người. Đi thăm bẫy mà quên lấy cái túi đừng gắn. Lấy túi mới được. Không thôi lấy cái gì đừng giờ. Chiếc này sao cái này chỗ này bịt dưới vậy. Wow, có phần nữa mọi người. Bữa nay trúng mánh nè. Bữa nay chắc ăn là không có chuột thăm đủ rồi, có 5 con. Dính 3 con chuột và 3 con gắn rồi. Cái này cho hô hành. Hô hành thiệt. Wow, con này cũng cả 300 gram. Kệ đi, cái nào dính thì mình bắt gắn rồi mình đặt lại chuyến sau mình bỏ chuột. Tiếc lắm mà không ngày mưa quá trời mưa. Mưa nó chạy. Mà ngay cái mùa này mùa gắn nữa. Mấy tháng này là chạy mạnh dữ lắm. Rồi tiếp tục mọi người. Về lấy cái túi lưới mới được.
Rồi tiếp tục trong đây mình có một cái mọi người, dính chỉ có 4-5 con nghe bắt mới đã. Mình đem vào một cái mà 7 xì cua luôn, có bảy xì cua đem theo thăm phẻ chín rồi thọt vô, nào muốn bắt cái vườn này gặm hết đi, gặm luôn, chưa có dính cán khủng, vườn này có cán khủng luôn. Mới chạy về nhà lấy cái túi xong đóng vừa khô luôn, hết biết vừa khô luôn, 7-8 trái luôn, bự bự không, 2 trái nữa, dừa năm nay hết biết dừa luôn rồi, dừa khô không mua, mua dừa tươi không. Ôi dính nữa mọi người, nó hành mini, hành này cần là ăn gửi nha, cần là ăn gửi rồi, để úp máy tiếp tục kế tiếp mình quay cho mọi người xem mọi người. Rồi trong khu vườn này mình có một cái mọi người, chắc này chứ mưa sớm vậy ta, có 9-10 giờ mà sao mà chứ mưa rồi, nãy khu này mưa lâm râm cái gì mà ướt nhẹp cỏ chứ. Chỗ này thăm mấy cái vườn mà có dắt một cái ớn, mình đặt có mấy điểm có dắt, ôi dắt mà nó bò, cái ướt này nó bò nhúc ớn. Bẫy này cũng im lắm đây, có không đậy, dọ nó tăng luôn, còn chuột mọi người, giường gặm gì mà không, hết trơn lúa này mà cả chừng ngày ngày nó không ấy là con chuột này bị ngủm của tỏi liền. Đây sạc cái dưới mé là mình con cái nè mọi người, sạc lộ quá rồi, giấc này thâm ông trời ông chứ mưa mịt mù luôn, bữa nay thâm nó bắt mưa quá, khu này nãy cũng mưa lâm râm. Wow dính mọi người, không biết con gì đây, rồi không ngựa dàn khe luôn rồi, con này chắc cả nửa ký ạ, à. Có dính là được rồi, xe chạy quá trời, đây quên cái túi này nè, quên túi đường gắn, trời cũng đang chuyển mưa không. Đây. Không ngựa, con bự quá nè mọi người, có hồ hành bắc mau, đây con hết chuột đó mọi người, chắc chín con nào là lấy lòng đấy quá,
mưa tới rồi. Bắt gì dễ cho dễ quá. Con này khoảng hơn nửa ký. Con không ngựa này bự nè mọi người. Cành này hết biết chịu mưa luôn. Đây. Đây, bắt kia cho mau. Con này cho 700 gram ạ. Được 5 con mọi người. Quá xa cạnh đó chỉ mưa. Mưa trắng hết trơn. Rồi tiếp tục mọi người. Tiếp tục đó mọi người, kìa mọi người, mưa kìa mọi người, trắng anh em trên đó kìa, chắc chút xíu tới đây à. Sáng sáng rồi, mưa này lớn á, hù 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 cho nó. Bạn em khủng khủng đây. Rồi, thấy trong lỏng rồi. Thấy con chuột. Con chuột. Thấy cái đầu chuột, tưởng chuột bự. Chuột bự nó vô. Nó xèo hôm rồi. Gắn nào vô được. Coi đầu này cho nó có xèo luôn không. Cái này im lắm không chạy ra. Tiếp tục mọi người, mưa tới luôn rồi. Họ vô mấy cái khu rừng mà dắt có dắt. Đeo chắc đã luôn. Ngoài đó có mấy cái mô đã quá trời đã luôn. Gà mấy cái mô có đặt có ạ.
Rồi, rồi, dính mọi người. Kìa, có phân kìa. Có phần đó mọi người. Mở cái bự hay nhỏ đây. Rồi, cũng nhỏ mọi người. Đây. Cỡ 2 lạng mấy 3 lạng vậy. Đây thọt cái bẫy khác vô mọi người. Còn có con chuột một. Đây, còn con chuột duy nhất. Còn có con chuột à, còn thâm nữa mà có dính chắc bắt rồi đặt lại quá. Không thôi lấy bẫy về luôn. Rồi, tiếp tục mọi người. Chuyển mưa vòng 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 mà không chưa mưa mọi người. Bờ lá này im quá, chiến rồi. Cái lồng này cái con không biết cái con hổ hèo hay cái con chuột nó lâu. Công mấy cái hôm luôn. Khu này có hổ hèo nè. Có bữa hổm gặp có gặp ông anh không? Ông nói cái khu này có lột mấy cái da. Ông có thấy hoài. Mà chứ cái bờ lá này im quá. Đặt chưa chạy. Giọt. Còn chuột chạy tung tăng. Để đèo thế nào không dính nè. Có ô hèo thì có ô hành cũng được. Rồi tiếp đằng này mình có một cái mọi người. Nãy giờ mưa quá trời mưa luôn. Nãy giờ đục mưa cũng hơi lâu ạ. Wow, dính mọi người. Rồi còn hành. Không còn gắn mối gì mà. Đèn ơi không ngựa. Không ngựa mini nữa. Không hành nữa, con ngựa nữa. Cái bẫy này chắc cuốn luôn mọi người. Hết chuột. Nãy giờ mình thăm mình cũng cuốn hết mớ rồi. Để mình bắt mấy con rắn này ra cho mọi người xem nha. Rồi bắt ra luôn mọi người. Bữa nay dính cũng ít. Mà dính được có 7-8 con vậy. Mình rút cũng cỡ 5-6 cái về. Mấy cái mà nó hao chuột á. Còn cũng mấy cái nữa. Còn cũng cái chục mấy cái nữa mà. Chắc về mọi người, bắt hai con này nó về. Mưa quá. Chuyển nữa. Cậu hổ ngựa thả, ngựa nhỏ quá. Ngựa không ra ta. Cấp này mới có chuột. Trời. Gớt. Cái chân quay này vắng quá. Chân quay này vắng quá. Trời chỉ mưa nữa.
Còn mấy cái sau này ở trong mấy cái khu dắt nhiều quá, dắt nhiều quá, thâm ớn quá. Ê, được nhiêu nè mọi người, còn có chục cái nữa mà chắc về quá. Bữa nay dính được 2 hổ ngựa với 5-6 hổ hành. Quá trời dội luôn trời. Đây, bữa nay được nhiêu nè mọi người, thăm chưa chưa rồi. Này chắc cỡ 2 ký mấy gì. Này chạy gắn con nhỏ nhỏ. Chắc đựng con 2 con nhì. Rồi, video mình cũng xin kết thúc mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo của mình nha. Rồi, bye bye mọi người nha.